Ôi rồi rất là nhiều muối luôn này. Cầm cái máy một tí mà muối cắn cho này. Nó hết rồi, muối nhiều nhiều ấy hết rồi. Ôi rồi con này nó đi tha đâu cả cái gốc to đây này. Đây, mọi người nhìn thấy cái cây này nó đẹp chưa? Cái vân nó đẹp chưa đây? Trông nó rất là đẹp. Ở đây là có hai loại, có hai vị. Con này có hai loại nhé các bác nhé. Đây, đây là một loại. Đây, hai loại, hai cái loại này là dùng để chữa xương khớp. Rất là hiệu quả luôn. Các bệnh liên quan đến xương khớp. Đây là em phải đi đi tận đây tận núi đá đấy, hai chị em đấy, không phải là mỗi mình em không đâu. Rừng sâu đây. Đây đá đây này, có mỗi đứa em này nữa nhưng mà tuy nhiên là em có đứa em đi rồi thì em không phải lấy nữa. Em chỉ ngồi em quan sát nó thôi. Nó thì rất là tham lam các bác ạ. Chút nữa thì người nó thì bé tí như này, chút nữa nó không gánh xuống núi được thì em sẽ kể nó. Rất là tham lam đây này mà, nhưng mà thật sự rất là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Đây. Mặn nhìn cái vân nó này. Đó, nhìn là thấy à, nhìn là đẹp rồi. Cái này thì bọn em đi bọn em cũng không cần phải mang nước đi thôi. Đâu, bởi vì bọn em sẽ uống nước từ cái cây của nó. Đây, rót xuống rất là nhiều nước. Nên là cái sử dụng cái thuốc xương khớp bên bọn em thì các bác yên tâm đi. Quá là ok luôn nhá. Các bệnh liên quan đến xương khớp đấy. Quá là ok luôn, hoàn toàn lấy từ rừng già luôn đây, núi đá đây, trong rừng sâu đây. Là chim sắt tiếp mục khơi đây. Cái này thì bác nào mà không đi thì không đi được đâu, không đi quen thì không đi được, đi vào tận rừng mà. Đó, đây này, cái vân của nó đẹp như thế này mà. Bọn em lấy thì bọn em chuyên phải vào tận rừng sâu lấy nước này, nước nó chảy rất là nhiều nước nhé, các bác nhé. Đắng quá. Đương nhiên là đắng rồi, đương nhiên là nó đắng rồi. Con nó đi thử thuốc rồi, nó kêu đắng quá. Thuốc thì nó phải đắng, nó đắng giá tật mà. Nhưng mà cái cây này nó rất là tuyệt vời luôn ấy. Cái cây xương khớp này, cái dây đau xương này. Nó còn hơn cái lúc xít. Ừ đúng rồi. Cái cây dây đau xương này nó rất là ok luôn á. Cái dây này đấy. Dây này thì tạm thời thì em quên mất tên rồi. Mà có biết thì các bác cũng chỉ để tham khảo thôi. Em quay đây chỉ cho các bác tham khảo thôi, chứ còn nếu mà để là nó thành bài thuốc thì nó là một quá trình, với lại người dùng thuốc thì phải như thế nào thì phải có ý kiến của những người có chuyên môn thì mới sử dụng được nhé các bác nhé. Không phải là bọn em quay lên đây thì đến lúc các bác biết thì các bác mang đi sử dụng thì nó có rất là nhiều cái. Mình phải bắt được bệnh xương khớp nó là cái vấn đề gì, thoái hóa hoặc là vôi hóa trong người còn có bệnh gì không thì mới sử dụng được nhé các bác nhé. Dạ. Rất là nhiều luôn. Bây giờ đây uống nước của cây này này. Bây giờ thì em cho vào bao đó các bạn, để tìm đường xuống đã.